Bộ Y tế cho biết sáng 8 tháng 2, Việt Nam phát hiện thêm 4 ca mắc mới COVID-19 là các bệnh nhân 2002 đến 2005 là các ca cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ca bệnh 2002, giới tính nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ca bệnh 2002, giới tính nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2003, giới tính nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2004, giới tính nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Xuân Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2005, giới tính nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các bệnh nhân trên là nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung một đội với bệnh nhân 1979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, hiện 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Đến nay, nước ta ghi nhận tổng số 2.005 ca mắc COVID-19, trong đó 1.115 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 422 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hơn 83.000 người. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca đã được điều trị khỏi là 1.472 ca. Trong số 422 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước ở 12 tỉnh, thành phố, đa số ca mắc ở Hải Dương 309 ca, Quảng Ninh 43 ca, Hà Nội 23 ca, Gia Lai 19 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 4 ca, Điện Biên 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Hải Phòng 1 ca, thành phố Hồ Chí Minh 6 ca, Bắc Giang 1 ca và Hà Giang 1 ca.